Tại hội nghị, hơn 30 dự án với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng đã được cấp chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác. Trong thời gian tới cũng sẽ có những nhà đầu tư hàng tỷ đô sẽ vào đầu tư ở cái trục Vinh Cửa Lò. Tỉnh lại có một cái quy hoạch, đã làm quy hoạch cả trục hai các công trình trục hai bên tuyến đường. Dự án hạ tầng khu công nghiệp 1 tỷ đô la Mỹ đã được nhà đầu tư lớn của Thái Lan khởi công năm ngoái, đến nay đã đạt gần 70% tiến độ. Đại diện doanh nghiệp này cho biết có khoảng một chục nhà đầu tư thứ cấp từ Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tới khu công nghiệp này trong nửa đầu năm nay. Thời gian qua, chúng tôi đã được sự hỗ trợ tốt từ phía chính quyền địa phương. Để các nhà đầu tư mới vào đây, tỉnh cần rút ngắn hơn nữa các quy trình phê duyệt dự án hay cấp giấy phép. Cũng tại hội nghị, một số tổ chức tín dụng cam kết sẽ đồng hành cùng Nghệ An và các nhà đầu tư trong việc thực hiện các dự án. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm các nhà đầu tư ở trong nước và ngoài nước, kết nối giữa tỉnh với các nhà đầu tư, hỗ trợ các nhà đầu tư các cái giải pháp về tư vấn tài chính, giải pháp về tài chính, trong đó có việc cung cấp tín dụng cũng như các dịch vụ ngân hàng. Một trong những vấn đề được các nhà đầu tư băn khoăn đó là việc tỉnh cần xác định những ngành nghề ưu tiên và những tiêu chí rõ ràng để doanh nghiệp có căn cứ đầu tư. Tỉnh cũng cần cải thiện việc giải quyết các thủ tục sau khi doanh nghiệp đã vào đầu tư. Tăng cường cái kỷ luật thực thi ở cơ sở thì sẽ là cái cách để có thể thúc đẩy cho cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và thúc đẩy cái tiến độ thực hiện các cái dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Là địa phương nằm cạnh hai tỉnh đang có các dự án FDI tỷ đô, đó là Thanh Hóa với tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và Hà Tĩnh với nhà máy gang thép Formosa. Đây là cơ hội tốt để Nghệ An có thể phát triển các dự án công nghiệp phụ trợ, hạ tầng logistics nhằm thực hiện mục tiêu được chính phủ đặt ra là Nghệ Thanh Hà, tức Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.